Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Lại một lô vàng số rất là chất lượng nữa đã về cửa hàng em để phục vụ các bác hát karaoke. Dòng vàng số này có tên là Dép Busan D7, Dép Busan D7. Một dòng vàng số có cổng quang các bác nhá, có cả phần mềm cho các bác điều chỉnh trên máy tính luôn. Về dòng vàng số này thì giá của nó cũng rất là hợp lý để cho chúng ta lựa chọn. Khác với những dòng vang số mà những ngày trước bên em cửa hàng em bán, thì hôm nay lô vang này toàn bộ nó đã có va cổng quang cho các bác, tức là rất là tiện khi mà chúng ta cắm từ tivi, lấy nguồn nhạc từ internet vào để chúng ta hát trực tiếp luôn, không cần phải qua chuyển đổi. Dòng vang này thì nó có một số các cái đặc điểm rất là hay. Chút nữa em sẽ giới thiệu riêng cho các bác xem ở trên phần mềm và ở phần con vang số này. Về dòng vang số này thì bên cửa hàng em đã test thử chất âm của nó, phải nói rằng là một trong những dòng vang số tiếng rất là hay, cực kỳ là hay luôn. Cho nên mà vì nó hay cho nên mà thực sự là không có ngại ngùng gì để mà bán cho các bác với chính sách là bao hay cả, đảm bảo cho các bác là sẽ là bao hay cho các bác luôn. Khi mà các bác nhận hàng, các bác test mà tiếng nó không đạt được yêu cầu của các bác thì các bác có thể là hoàn lại cho bên em và bên em sẽ chịu toàn bộ cước phí cho các bác. Còn khi mà các bác đã nhận hàng rồi, ok thì các bác mới nhận hàng. Và khi mà nhận hàng rồi thì bên em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng. Nếu có lỗi gì thì bên em sẽ một đổi một cho các bác trong vòng 1 tháng bảo hành. Toàn bộ vang số này thì với chính sách là bao hay, bao zin và chưa sửa chữa gì cho các bác luôn. Đấy, tức là khi mà các bác mua những con vang này về thì đảm bảo cho các bác là chúng ta sử dụng là phải hài lòng. Đấy, như thế thì bên em mới đáp ứng được cái kỳ vọng của cửa hàng em khi mà gửi những con vang số này tới tất cả các bác. Thì một số bác đang dùng vang cơ, dùng âm ly hoặc là những dòng hoặc là vang số khác thì chúng ta nếu mà cảm thấy mà không hài lòng về chất lượng của nó thì chúng ta nên chuyển sang những cái dòng vang số như thế này. Thứ nhất, con vang số này thì đảm bảo cho các bác là khi hát thì rất là hay, đảm bảo cho các bác là hay, chống hú tốt. Đấy, thì khi mà chúng ta bác nào mà đang dùng con vang cơ, các bác cứ bảo là dùng vang cơ hay, thực sự là đó là hay đối với các bác. Chứ còn nếu như về xét về phương diện về đánh giá thì vang số nó vẫn luôn là một cái đẳng cấp cao hơn. Mặc dù như cửa hàng em vẫn luôn nói trong cái thời gian vừa qua, con vang số rẻ tiền, nếu như chúng ta biết làm chủ được nó hoặc là chúng ta chỉnh hơi chuẩn một chút thôi, chưa có nói là chỉnh chuẩn, thì nó vẫn hơn con vang cơ rất là nhiều. Tại vì các bác chưa tiếp xúc được với vang số, các bác cứ sợ, các bác sợ rằng là vang số khó chỉnh, các bác sợ rằng là thế này thế kia. Các bác cứ an toàn, chúng ta quay lại với con vang cơ. Thực sự vang cơ nó có rất nhiều những cái hạn chế mà chúng ta không biết được, mà khi mà chúng ta va vấp hoặc là trong nghề như bọn em thì chúng em tìm hiểu thì biết được con vang cơ thực sự là rất là dở, rất là hạn chế. Nó hay thì nó chỉ là mức gọi là trung bình thôi, chứ còn nó không thể nói là con vang cơ nào hay. Thực sự là có những con vang rất là đắt tiền, 2-3 triệu. Tuy nhiên là so với những con vang số và so với kỳ vọng ở bên em thì nó vẫn chưa đáp ứng được. Tuy nhiên là vẫn phải có trong cửa hàng em, vẫn phải có những con vang cơ để phục vụ các bác. Do là cái nhu cầu của các bác là an toàn, muốn an toàn thì chúng ta dùng vang cơ. Còn nếu như các bác muốn một cái đột phá, một cái sự bứt phá, một cái sự thay đổi thì chúng ta nên tìm đến những con vang số như thế này. Thì trở lại với lô vang số này thì con vang số này nó có rất nhiều những cái đặc điểm rất là nổi trội như chúng ta đây. Thứ nhất, chúng ta có thể là con này nó có tới 7 cấp độ trung hũ. Đấy, 7 cấp độ trung hũ. Cái vấn đề thứ hai, nó có cổng quang. Vấn đề thứ ba là nó có tới 6 đường ra. Đấy, 6 đường ra. Và cái thứ tư, nó cũng có tới 6 đường nhạc vào. Đấy, chúng ta có thể là lấy được cổng BGM1, BGM2. Đây, em sẽ nói là làm chứng luôn cho các bác xem. 6 đường tín hiệu nhạc vào và 6 cổng ra luôn. Ở phía sau đây. Ở đây. Đây, chúng ta sẽ thấy ở đây nhá, nó sẽ có tới là là 5 đường ạ. BG1 này, VCR này, DVD và ở đây có hai cổng DVD này nữa. Đấy. Và một cổng optical đây nữa, tức là 5 đường tín hiệu để chúng ta vào vang. Đấy, rất là nhiều lựa chọn thì chúng ta có thể là cắm từ TV, cắm từ máy tính, cắm từ điện thoại, cắm từ đầu đĩa, cắm từ một nguồn nhạc ví dụ cổng quang đây nữa. Nói chung là dùng không hết được các cái cổng này. Quá nhiều các cái cổng vào. Chúng ta chỉ cần dùng đến 2-3 cái là nhiều, đủ ok rồi. Cái này là nó chơi cho chúng ta tới 5 cổng, thoải mái luôn. Con này thì cổng này là cổng tín hiệu ra, cổng sâu ra. Đây là hai cổng sâu ra. Chúng ta có thể cắm từ cổng này để chúng ta xuống âm ly cũng được. Đấy, hoặc là cắm
Hôm nay được hai cổng led đây, hai cổng center cũng sâu rao ở súp. Đấy súp. Thì lưu ý các bác là cái cổng này là cổng súng đẩy này và cổng này là khác nhau nhé. Hai cổng này là chúng ta chỉnh riêng. Thì con này là 6 cổng. Như em nói là 6 cổng tín hiệu ra, cổng này là 1. Cổng đây, cổng đây. Đây đây, tức là 6 cổng ra. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là hai cổng mic. Đây hai cổng mic. Hai cổng mic bằng canon nằm ở phía sau. Lỗ con này nó đã nâng cấp lên là cổng USB máy in như thế này. Thì để chúng ta cắm vào máy tính nó rất là tiện, không phải lo cài driver như thế là cái cổng R232. Rất là kiến driver, cổng này thì rất là dễ nhận. Và cái cổng này thì rất là dễ kiếm. Chúng ta sẽ mượn cái cáp của máy in của một bác nào đang nhà có máy in này, chúng ta cắm vào máy tính là chúng ta có thể chỉnh được. Về chỉnh tay thì con này nó cũng cho chúng ta rất là nhiều các cái chức năng để chỉnh tay. Đây chúng ta nó có chỉnh là rất là dễ. Rất là dễ. Đấy. Ở đây nó đã hiện hết, chúng ta muốn chỉnh EQ của mic chúng ta chỉnh vào đây. Đấy, nút trong hú đây. Nhạc chỉnh EQ của nhạc đây. Input thì đây, ví dụ chúng ta chuyển các cái cổng tín hiệu vào đây thì chúng ta không phải vào trong giống như những cái dòng vang số mà chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút này luôn. Đấy, bấm nút này là nó thể tự chuyển cho chúng ta. Echo có riêng gì, vọt có riêng. Đấy, vào chỉ tùy chọn của mic cũng có này. Còn nút này nút server, nút này nút gọi và nút này là nút nhập, nhập tín hiệu. Nói chung là rất là dễ chỉnh, con vang này rất là dễ chỉnh và bên em cũng sẽ có cái video để cho chúng ta chỉnh được luôn. Đấy, vang rất là đẹp các anh nhé. Rất là đẹp, đẹp luôn. Toàn bộ là không có con nào mà bị chảy xước hay bị cong vênh gì hết. Rất là đẹp. Đây. Depusang. Depusang D7. Dòng vang này thì nó chạy chip Yamaha cho nên mà như em mà nói là rất là dễ chỉnh cho chúng ta, rất là chỉnh luôn, dễ luôn. Thì khi mà các bác nhận những con vang này thì các bác được test trước cho bên em. Đấy. Thì cái test trước ở đây thì nói thẳng là chia sẻ các bác một chút. Hôm nay cũng hơi hơi buồn một chút là có một bác khách. Tuy nhiên là may là bác nó cũng thông cảm cho cửa hàng em. Tất cả những cái sản phẩm đây bên em là cho các bác được test hết. Tuy nhiên là có một số các cái bưu tá với bưu điện họ rất là cứng nhắc. Có hai lý do để họ cứng nhắc. Một, ảnh hưởng của họ không gì. Một là họ không muốn mình thử để mình mất thời gian. Thử lâu đó họ mất thời gian, họ ngồi chờ đấy. Họ không cho thử. Cái vấn đề thứ hai là một số thằng đó là máy móc hắn bảo là trong nó không cho thử. Tại vì ở trên bưu điện chúng ta bị lưu ý á, bưu điện nó chỉ cho chúng ta đồng kiểm, tức là chúng ta có thể được bóc hàng và chúng ta xem hàng, chúng ta kiểm tra hàng. Tuy nhiên cắm điện nó không cho, nó rất là khó như thế. Tuy nhiên có những cái bác bưu tá thì rất là dễ thương và rất là hỗ trợ cho bên em, là vẫn cho họ thử hàng. Ok, tức là khi mà bên em xác nhận bảo là cho họ thử hàng thì họ vẫn cho cắm, cho thử, cho test thoải mái, họ vẫn vui vẻ. Tuy nhiên là có những ông rất là khó tính, cho nên mà bữa nay gặp một cái ông rất là khó. Thì cái ông bưu tá đó thì ông không cho thử. Thì em mới bảo khách là bây giờ các bác thông cảm với em, có hư hỏng gì bên em sẽ chịu trách nhiệm cho các bác, còn bác cứ test đi và em sẽ chịu trách nhiệm cho các bác. Thì khi mà những cái gặp những cái trường hợp đó thì các bác cứ gọi trực tiếp cho bên em và bên em sẽ xử lý cho các bác. Còn đa số những cái dòng và những cái bác bưu tá khác thì vẫn là cho các bác test hàng đầy đủ luôn. Đấy, test hàng đầy đủ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua cho các bác xem về cái phần mềm của nó một chút. Em giới thiệu cái phần mềm của nó cho các bác xem đây. Đây là cái phần mềm của nó. Thì cái phần mềm này thì em chỉ giới thiệu sơ bộ thôi. Chứ còn khi mà chỉnh chi tiết ấy, thì em sẽ chỉ cho các bác chúng ta chỉnh riêng. Ở đây là các cái nút để chúng ta gọi và lưu. Ở trên là gọi và giữ là lưu lại. Đấy, lưu lại và gọi ra. Đấy. Ở đây thì là các cái chế độ lưu sẵn ở trên máy tính chúng ta gọi ra. Ở đây thì nó có là effect đây. Effect ở đây thì nó có delay bên trái, delay bên phải, repeat. Đấy, echo volume đây là gì vọt. Trên là kêu echo gì vọt. Trung hú con này đây, nó có 7 cấp độ trung hú chúng ta luôn. Đấy, gì vọt nó có EQ luôn, bass trung tép ở đây luôn, rất là dễ chỉnh. Chúng ta thấy là bass trung tép của gì vọt đây. Ở đây thì nó sẽ có cái phần extender của cắt tần số thấp. Cắt tần số thấp của echo, cắt tần số thấp của gì vọt. Nói chung là đây là có cổng chỉnh cả gì vọt ra cổng center này. Đấy. Nói chung là con này nó rất là nhiều cao cấp ở đây. 7 cấp độ trung hú cho chúng ta luôn. Đây là EQ của mic. EQ của mic thì nó cũng sẽ có delay bên trái, delay bên phải, tức là độ trễ của hai bên loa chúng ta chỉnh được. Đấy, có thể là lấy loa bên trái cộng bên phải. Nhạc này, đây là nguồn tín hiệu nhạc vào. Nhạc vào đây, bên trái hoặc là bên hai bên trái, hai bên phải hoặc là bên trái trừ bên phải. Đây là to nhỏ. Đấy, đây là cũng sub. Đấy, sub. Thì sub ở đây thì chúng ta có thể là lấy sub này, cũng sub volume này. Đấy, sub music này, center music, mic, surround. Đây chúng là chỉnh các cái này. Đấy, là trong cái video hướng dẫn em sẽ chỉ các bác. Ở đây là các cái phần tông nhạc. Ở đây là tông nhạc. Đấy, tông nhạc. Sang đây là mic của EQ. Mic EQ thì chúng ta nó con này nó có tới 11 cần EQ. Đấy. Con này nó tới 11 cần EQ để chúng ta chỉnh ra đây. 11 cần EQ.
của mic tha hồ để chúng ta chỉnh. Nhạc thì có 9 cần. Đấy. À, đây là cộng center cũng có 9 cần luôn. Đấy. Đây cũng 9 cần, sau rao 9 cần. Sấp vào đây cũng 9 cần, nói chung là rất là nhiều. Con này quá dư EQ để chúng ta chỉnh, các bác muốn chỉnh cả gì cũng chơi được hết. Đấy, rất là dễ chỉnh như đây. Đấy. Thì con này thì ở đây chúng ta là nó có 6 cộng tín hiệu vào để chúng ta chọn đây. Đây BGM, VGD, VOD, Auto, Contact thì này, Optical. Đấy, rất là dễ. Thì cái này thì chúng ta chỉ dùng đến 1-2 cổng thôi. Đây là volume tổng. Volume tổng ở đây. Đấy, đưa lên đưa xuống. Ở đây là X-Center. Cái phần X-Center của Music. Cái này là chúng ta, cái phần vang cao cấp ở đây là nó sẽ có thêm cái phần này để chúng ta chỉnh. Chỉnh độ tiếng bass, tiếng tép của phần nhạc chỉnh riêng. Cao cấp hơn thì cái độ nén. Đấy. Thì con vang này thì phần mềm như thế này là quá là dễ chỉnh và cũng rất là cao cấp rồi. Đấy. Vang cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về cái dòng vang số này, và cuối cùng bên em sẽ nói luôn cho các bác cái giá bán. Thì giá bán của dòng vang này thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 2.200.000 đồng một con. Đấy, giá 2.200.000 đồng nhá. Giá này thì là giá tại cửa hàng chứ. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng em luôn. Và bên em sẽ gửi hàng cho các bác, không cần cọc, không cần chuyển khoản trước. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và test hàng mới thanh toán và bảo hàng hành cho các bác trong vòng 1 tháng. Bao cho các bác là hai luôn vang hào hay, bao đẹp luôn như thế này. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc các bác có những con vang số thực sự là ưng ý.